Ok Nam ơi, xin chào tất cả các em trở lại kênh Khải Nam ơi. Ngày hôm nay thì Khải đang chuẩn bị dự định xuyển qua đường môn nữ để có thể đạt top 201 nha Nam. Và hôm nay thì đồ đạc thì Khải chuẩn bị cũng khá tương đối đủ rồi. Bây giờ Khải mua thêm cái bao tay này để Khải đạt móc 80 đồng trọng thôi. Thật sự là mua tay này mang để mang tạm thôi, chứ cũng thật sự là cái lượng phòng thủ Khải cứ tính sơ qua thì không được 70 Nam ơi, khá là thấp. Thì hôm nay Khải sẽ lên đá cho anh em xem. Mà bây giờ cho anh em xem xích đồ Khải đang dự định lên đảo này nè mà. Đây. Thì đầu tiên thì Khải vẫn với hướng đó là một áo nhu tinh. Thì nếu một thường thường sẽ bị trang bị đồ của Khải như thế này thì Khải đang có là 80 chón. Đó, Khải đang có 80 chón, lượng ngắn họ khá là đều. Đó, lượng kháng của Khải đây nè mọi người. Đang là 75 cộng 1 6x 6x 75 kháng hỏa. Nhưng mà sau khi chuyển nữ mà chuyển với cái tốc độ đánh đạt 201 á, ở ngoài thì đạt 158 kèm với lắc 50 phi, cục phi tóc vô thì sẽ đạt 201 ở ngoài. Cỡ cả tống kim luôn thì cũng khá ok. Ở tống kim thì chắc cũng đạt được 268 thì nó lại ngon nữa nè mọi. Tính sơ qua thì đợi Khải tính cho anh em xem. Hiện tại đợi tính sơ qua lượng tốc độ đánh thì nó đang thiếu ở cái áo Newton, sẽ đạt 158 thì hiện tại bây giờ là 4 kỹ năng. Hiện tại trên người Khải là 4 kỹ năng là phi phong nè. Sơn hà 31 là 2 kỹ năng này, sơn càng khôn 2 cấp nữa 4 kỹ năng. Thì hiện tại cái cấp của Khải đang là 137. Thì nếu mà chống phá Khải lên 35 thì hiện tại với cái chống phá của Khải là đang có là 116 nè. Sau khi thêm một cái cấp Newton nữa thì lên 149. Thì 116 này lên 149 thì sẽ lên được 33% tốc độ đánh nữa nha anh em. Nếu chuyển nữ nha, mà áo vô tình nha, là 5 kỹ năng nha. Thì hiện tại là 137. Hiện tại là 100 đại tốc là 137 đúng không? Hiện tại là nó là 137 đây. Thì Khải cộng thêm 33 nữa thì tốc độ đánh của Khải sẽ có trong người đó là cộng thêm 33 nữa là sẽ lên 170. Đó. Thì khi lên 137 này cộng với 33 ở chống phái lên cấp 35 này sẽ lên 170 tốc. Cộng với phi tốc này, cộng phi tốc 50 thì bạn là ở ngoài là 220 tốc thì sẽ đạt 201. Đó. Đúng chưa? Đó. Và với tốc 170 này á vào trong tống kim. Vào trong tống kim nha anh em. Thì cánh lệnh bài 50 cộng với phi tốc 50 nữa thì Khải sẽ đạt 270 tốc thì sẽ đạt 268. Đó, móc cuối cùng của đường môn phiên bản đồ xanh sẽ đạt 268 nha nè. Ok, để điều đó được xảy ra hay không thì bây giờ chúng ta cùng theo dõi video này Khải chuyển nhân vật nữ và chúng ta cùng trải nghiệm thử nha nè. Bước Khải sẽ nghiên cứu nha. Nói chung là sau khi chuyển về nữ thì chắc chắn mình em một điều là lượng phòng thủ Khải sẽ đi xuống, tại vì cái nón này 17 so với nón này 20-25 chứ thì nó bị thiệt đi hơn 8% ở phòng thủ chỗ này. Đó. Rồi so về cái món phòng thủ tiếp theo đó là bao tây thì Khải mang cái 11 thôi. So với đôi giày này thì Khải chỉ còn mất đi 4 điểm nữa thì Khải sẽ mất đi là tổng thể là 12 điểm phòng thủ. Ở cái đai lưng này Khải sẽ bù qua thì Khải sẽ mất ở set đồ này Khải sẽ mất khoảng 12 phòng thủ này. Với lượng 12 phòng thủ này thì không biết là còn được 75 điểm phòng thủ không này. Rồi ok. Thì bây giờ chúng ta cùng đi chuyển nữ nha anh em. Đợi trước khi chuyển nữ thì Khải sẽ tìm hai món sức mạnh nè, để Khải kích sức mạnh để lên đảo như nào. Rồi ok. Sau khi kiếm được hai cái trang sức sức mạnh thì bây giờ chúng ta sẽ lên đảo. Trước khi lên đảo Khải sẽ đi kích một cái cây vũ khí thổ à. Khải đã test khi ép đồ này mà. Rồi không biết không. Rồi. Hiện tại cái tiêu Khải này bị tràn sức mạnh nhiều rồi. Tiêu sức mạnh là 70. Ok, bây giờ mình lên đi đổi nữ nha nè. Trước khi đổi nữ thì mình tháo hết đồ đã rồi. Đây. Hiện tại là cầm bao nhiêu tiền rồi? 500 xu, 2 cây dạng. 500 xu, 2 cây dạng. Tầm này nó... Ây chà. Từ. Bắn này vô. Bỏ cái đồ kích sức mạnh vô, đồ chặt rương. Khi tóc này lực tí nữa đây tí chặt rương. Tí nữa test cho anh em xem cái móc 201 như thế nào và 268 như thế nào nha anh em. Rồi lần này. Rồi ok, đi ba lần. Lâu lắm rồi mới có một cái sự trải nghiệm anh em ạ.
Sau khi vừa rồi chúng ta đã tính sơ qua, tính toán sơ qua thì với mốc tam nhãn chống phái 35 cấp thì khá tuyệt vời nè. Đây, tăng thêm 33 tốc độ đánh nữa. Thật sự là một trải nghiệm khá tuyệt vời. Ok, chúng ta sẽ trải nghiệm nha nè. Đó, hiện tại bây giờ lượng kháng của Khải này nè mà. Máu Khải là 4.400 nha anh em. Đó, để chuyển vào nữ thử nó bị thọt như nè. Hai người nó sẽ bị thọt khá là nhiều về cái hướng kháng như là sinh lực, nỗ lực. Đó, đó ok. Giờ chúng ta sẽ đổi. Lầm hết đồ ra. Tiền lầm hết đồ ra. Rồi. Lầm đồ ra. Lầm hết đồ ra. Rồi, mấy cái đồ nam này sẽ bỏ vô bên trong. Tí nữa đổi nữ xong rồi chúng ta sẽ đi ngoại trang cho nó đẹp nha nè. Mấy cái đồ này thừa thì đổi lại xài hoặc bán nữa, từ từ tính tiếp. Rồi, lục hết đồ rồi thì đổi nha nè. Giờ bắt đầu phải cho đổi giới tính. Ta cũng đổi giới tính nè. Nữ thành nam 500 xu, hai cây dạng một. Ok. Ủa, đổi chưa? Ủa, chứ quả là đổi giải là đổi chưa? Không phải lộn. Nữ thành nam, nam thành nữ như lộn. Má, ngáo quá chưa. Thôi, chuyện gió đổi gió nè em ơi. Thằng này là phải sắm phi không thương xuyên rồi đánh đặt móc. Rồi, ok. Ui, đổi gió xong là mình có được lên đảo tài tỷ không đây? Từ từ, được Khải coi thử được lên đảo Fury không như nào. Còn không là chắc phải chắc chắn tốn bộ tinh hồng. Thầy quý Khải đã đợi danh sẵn bộ tinh hồng rồi nè. Rồi, đó, anh em thấy cái gì chưa? Đó. Ôi, cái nó này nó ngồi luôn, vãi đá vậy. 65 sức mạnh, ok, được Khải mang cái này vô à. Để anh em đi xem thử nha. Đây, ở đây dành sẵn hai cái đồ kích nè. Nhắm thổ. Nhắm thổ, ok. Đây, kích mang cái nỏ này vô cho anh em xem cái tóc này. Okay rồi đó. Ê, đai này không mang được, giày này không mang được, nón không mang được, bao tay không mang được luôn. À, gọi là bao tay mang được không đây? 10 nhận thú. Ôi không được, chết rồi. Đù, chết, cái này thiếu gia truyền em ơi, không được. Vì đôi giày này, đôi giày thổ quá, chết tôi rồi. Ngọc bòi không được em ơi. Hai nhẫn hoặc là... Ôi thì kết hai hướng hai nhẫn đi. Hướng kia hơi bị rối nè mà. Cái ngọc bội thì phải cân đổi giày thổ, không có nè. Ok, kết hai nhẫn nè. Ngọc bội bỏ ra. Kết hướng hai nhẫn nè. Ngọc bội không có được, ngọc bội rút nhẹ. Ngọc bội 15 cũng vậy. Rồi à, nhẫn này là kết được 18 nè. Nhẫn này là 14 nữa. Một ngọc bội thổ à. Bội nữ thổ à. Hãy kích gia tẩu ngay ngồi thổ anh ơi. Ok anh em đây. Bây giờ Khải sẽ kích được hết tầm thở như này. Ok, được bao tay này. Vũ khí này. Nói như vậy không ăn được cái này, phải tới lưng hay lên đảo này. Rồi, cho mấy cái như vậy trước đây nè. Rồi, nó là lưng, giày nữa. Đó, hiện tại đang móc, anh em thấy chưa? Như Khải tính toán là móc 270 chuẩn như năm 270 cắn với cục phi tóc này vào 50 nữa thì được 220 thì chắc chắn sẽ đặt 201 nè. Đó, ok chưa? Đó, cắn cái này một cục coi nè. Đó, ok chưa? Đặt móc 201 ở ngoài thì sấy. Ôi trời ơi. Rồi. Vào tống kim thì khỏi chơi luôn, vào tống kim cắn thêm một cái lệnh bài nữa thì sẽ đạt sẽ đạt 320. Ôi 270, 270 sẽ đạt 258 chuẩn luôn nè. Móc 258. 268 chứ. Móc tóc đánh. Đúng không nè? Chính xác là được Khải kiểm tra này. Đúng rồi. Google nè. Tóc đánh thì là móc cao nhất rồi. 301 thì biết nào là 301. 268 đúng rồi. Mỗi móc này chúng ta cùng xem. Nhớ không lầm 268. 261, 261. Đặt móc 261 nha em. Chính xác là móc 261 luôn. Và cắn thêm 50 lần bài nữa là 270 đạt 261. Úi xời ơi quá đẹp. Đạt 261. Sẽ nên em ở ngoài á. Ngoài thì đạt tốc 201. Đó. Trong tống kim đạt 261.
quá đẹp. Ừ, 261 thanh đại ngay, quá đẹp luôn em ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngoài trang cái nón lên đảo nha Nam. Go. Ngoài trang nón và tướng dương nè em ơi. Hôm nay chuyển gì xíu hướng này chắc là đồ đạc nó cũng không được, kháng nó không được đẹp nè em ơi, kháng ngọn không được cao, phòng thủ không được cao. Đang đưa lên cho mình bạn. Phê luôn á em ơi, quá đẹp. Mới tết cánh cục phí tóc vô thì khắc liền này. Rồi, quá phê luôn. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái nón này đẹp chị gái không. Xem trước ngoài trang, đầu khôi, thích ni mão, úi xôi. Cái nón xấu quá luôn rồi. Giờ chuyển nữa rồi, nón vị trụ. Vị trụ cũng đẹp đấy. Thích cúc trong, cúc trong xấu quá. Trong cớ, hiền thịt cháo. Hiền thịt cháo cũng ok nè. Xấu thôi. 996 quá. Quyên mão, quyên mão xấu quá. Xấu quá. Lông lăng khôi xấu quá. Bố mạo xấu quá. Lông thân lông xấu quá. Có cái nào không cột tóc giống nãy đẹp á? Không cột tóc giống nãy đẹp á? Bằng bố đó. Còn hết là cái này được không này? Này khá ok. Ok, đây, mình đang cần cái nón này nè mày. Đây, không. Đó, hai cái búi tóc này, đó. Ok, giống trẻ trâu nè, giống gái 18 luôn. Rồi, cái này là số 16 nha nè. Trang cớ, trang cớ. Ngoài trang nhìn đẹp á. Hòn bố phát đáy. Ok, rất là cho ta. Rồi, ok. Rồi, lên đảo nha nè mày, để có thể có được một lần free đảo. Mới đội phái biết được một lần free đảo. Chắc là hồng. Kiểu kiểu phải lên đảo. Ui xồi, tay tay gần 10k. Cái đại lực là chắc 14k, 15k. Không được đảo đâu. Ok, tốn bộ tinh thần. Rồi. Tại ở hướng nữ thì sẽ rất là hạn chế điểm sức mạnh nè. Nên là bây giờ chúng ta sẽ tăng sao cho nó hợp lý để có tiện thay ra vũ khí ra vô đi chăn nữa nè mày. Mang vô này, mang vô này, mang vô này. Ôi, khá không được 75 ấy chứ. 72. 72 cộng với cái này 17 nữa là 75, 75 đang thừa 12. Đang thừa 12, không không được 75 cộng 1 nè mày. Rất là khó. Đang thừa 12. Nó này 19. Đang thừa 14 chứ. Cái này 19 này, hiện tại hôm nay vậy đúng không? Độ tính ra đây là có giới chuyện luôn. Hiện tại 70 với lần này 19 thì bỏ vô 5 nữa là đang thương 14. Đang thương 14, nói chung phòng thủ 75 cũng được nha mày. Giờ không biết đường nào hướng thêm nữa. Rồi ok. Sau khi chuyển về hướng này thì kháng họ lại thiếu 2 điểm nữa mắt 75. Rất đáng tiếc, không sao. Chúng ta sẽ tiến hướng khác, chúng ta bù vào. Rồi bây giờ đến tính đến cái đoạn cày vũ khí. Thì ra thì vào rồi đi chân. Xong rồi. Vũ khí này khả năng bằng cái tóc 20 nữa. Sức mạnh 70. Sức mạnh 70. Đầu tiên là tên phong pháp mà. Úi trời ơi lực tây 10 can 5. Đó canh chưa. Sức mạnh 70 luôn. Sức mạnh 70 mà nãy mình khai kết được nhiều này. 14 nè. Một cái 18 nè. Chúng mình kết được 32. 32 đang 52. 52 khai sẽ tăng thêm chỗ này là 18 sức mạnh nữa. Ok. Hợp lý. Rồi, thì ra thì vào thôi. Đơn giản. Rồi, okay. Là có thể thay hai cây vũ khí ra vào nha nè. Rồi, mình ăn bằng vô. Rồi, nó thay vì hai cái nhẫn hiệp cốt thì mình sẽ thay hai cái nhẫn này nè mày. Nó sẽ mất đi khoảng cái này là 22, 24, mất đi mười mấy điểm sức mạnh đấy. Cỡ, không sao. Rồi, lượng máu được bao nhiêu rồi? Máu 3.6. Đồ lúc nãy kia đồ trước máu 4.400 lận nè mày. Hôm nay chịu khó hạn chế lượng máu tới được. Máu này hơi ít, mình chơi công là này máu hơi ít lận. Máu được 4.100. Ok chưa nè. Này ok chưa. Có hợp lý đúng không? Dạ thôi. Đơn giản này.
thay đồ này. Hai nhân nghiệp cốt này mất 24 mất lần mấy chục sức mạnh lận. Cờ đây không sao. Có mình trải nghiệm ok. Còn áo này nè. Đó. Áo này sau khi mà ví dụ như đấu giá được cái vòng thì mang cái này vào. Đó, 15 cộng 1, phê chưa, phê chưa. Phê chưa. Rồi, với cái tăng điểm sức mạnh này mình có thể thay ra thì vô cái áo này luôn này nè. Thay ra thì vô cái áo này luôn này. Đó, ok chưa. Đó. Rồi, hợp lý. Thêm một áo nó vô lên được 15 cộng 1 nữa. Đã đang thường 14 kèm vấn đề nữa là 29. Là được 20 là cộng 1 này. Lên 20 là cộng 1. Cứ âm 75 cộng thêm 20 dương sẽ là cộng 1 nha. Đã đang thường mới cái 14 này. Thiếu đến 6% nữa. Thiếu 6% nữa. Cái này hơi căng nè. Tại vì ít hơn cái bộ này nó hết hạn thì cũng vậy. Bộ đó hết hạn thì phải cũng khó mà lên được. Đó, tuần sau nghiên cứu vòng viết còn đấu giá thì nghỉ vòng thêm ít phòng thủ nhau quá. Đây kết đồ này, đồ mình đấu bên này đúng không? Hai cái nhẫn, hồn ngọc bội, một cái vũ khí, một viên tinh tinh của mình tiếu con lo. Như tình rồi ok tay 10 cả năm là giảm lại tí rồi tăng lại máu nè. Nãy là tăng hơi nhiều quá, hơi lố nè. Ok, do nãy cả ở kia chỉ có 7 con máy hay là lực tay 10k thôi mà. Thì ít máu nè, thấy máu yếu. Máu yếu hơn còn ạch đầu thấy nó thăm thảm nè. Ít nhất là phải 4.400. Đó, 10k1. Đó, 10k1. 10k1. Đây là tăng 18 nè. Đúng không nè. 18 kèm với 32 là 70 tròn ok nè. Rồi. Ít nhất được 4.200. Đây được 4.100 rồi. 4.300 cũng được, 4.300 cũng được luôn. 4.300 đi. Rồi. 4.300 đi. Thành ít đam nữa nè. 10.200. Rồi ok, bên kia 8.300. Rồi, hợp lý, easy. Rồi, chuẩn bị anh em ơi. Đó, hôm nay chuyển về nữ là như thế này là Khải thấy quá ok anh em ơi. Rồi, thì như Khải có nói anh em, thì ở ngoài sẽ đạt 201. Đó, kính cục phi tóc cho anh em xem. Tép cái rồi đang quấn cho anh em xem nha. Quấn đồ xe gió luôn nè. Đẹp gốc, mà quấn mà nè. Hôm nay đường môn thì cứ kẹp chai kẹp lọ thì đánh thôi nè. Đam mình càng to thì mình kẹp gấp tốt thì mình có thể chủ đam tốt thôi. Còn kẹp chai kẹp lọ không được, coi như là knock out thôi. Mang áo nhu tình thì chắc chắn sẽ bị thiệt ở vòng phục hồi nè. Nhưng mà phải đánh đổi nè mà. Được cái này mất cái kia. Ủa. Ok, được cái này mất cái kia thôi. 5 kiếm anh cắt liền nè mà. À, đưa tay lên. Ui. Cháy nhiều cái máy. Đây là đạt móc 158 rồi nè nè. Tại với một móc 71-70 này đạt 158 rồi nè mà. Cháy khỏi chơi là quýnh băng nhỏ đang còn lộn rồi. Thấu tiền luôn. Anh em nghe tiếng hí nè. Anh em nghe tiếng hí nè. Nghe tiếng hí nha. Nè nghe nè. Đó. Thấy chưa. Rồi. Cảnh đắc vô cho anh em xem này. Khác biệt nè, coi nè. 201 nè. Ui. Ô hồ. Hai đáng. Ui trời. Quýnh nhiều cái máy. Ai chịu nói. Ngon á anh em ơi, tụi này đi sấy hơi ngon ấy. Tám mươi chậm nha, sẽ đồ này 80 chậm 40 chó nha.
tìm đồ nãy giờ lắm luôn có được xích đồ này, khá ưng ý luôn này mà. Nè, bàn tay chọn bàn tay thuộc lý 540, thông pháp 10. Bàn tay này Khải vừa mua nem kim là khoảng 400-300 nghìn, sống nem 30 gần 400 nghìn. Lưng này thì khoảng 1 triệu. Nón này là Khải mua khoảng 6 kim thôi. Đó, cũng khá hợp lý nè mà. Đôi giày này Khải mua, nhưng là vừa rồi lúc Khải mua 500 vạn cũng được, băng tạm nè mà. Bây giờ không có đôi nào chón đẹp hơn. Với lại đôi này cũng có lượng sinh khí 14, sinh lực cũng khá là cao. Chúng mà với số đồ này thì Khải cũng khá là ok nè mà, khá ngấy. Đẹp không nè, quá đẹp luôn nè mà. Rồi, ở sự thay đổi này thì không có gì hơn thì mong anh em ủng hộ một like, chia sẻ, ủng hộ chơi. Và sắp đến đây sau khi hết thiên hạ nhất bang thì Khải sẽ sắp xếp đánh tống kim cho anh em xem nha anh em. Quá đã luôn nè mà. Vào trong tống kim thì mua lát đánh thôi nè. Mua lát đánh tống kim thì easy luôn á. Này sấy khỏi chơi luôn. Vô tống kim cắn lát lên được 2-6-1 thì một cái tốc độ đánh quá khác nè mà. Ở phiên bản đồ xanh thì lên 2-6-1 là quá cao rồi. Thực sự là một cái điểm khá là cao. Rồi. Này cắn đại lực nữa chắc nào. Mười mấy k. Ok. Quá đẹp. Như mấy luôn. Đường môn thì đánh được cái hướng là đâm to và phải nhanh nhẹn nữa mà. Đó, tại vì sao đường môn phải có skin mơ tung ảnh này. Đó, chính đam mà lướt ngay. Thì thực sự là một trong những cái hiệu quả, rất là hiệu quả của đường môn. Nét đam rất ok. Rồi, anh em xem video thì hiện tại thì đừng quên đỡ làm like cho sẻ hồ chơi, lần thay đổi này chơi nha em ơi. Rồi, quá đẹp luôn em ơi, xuống đảo. Quá đẹp. Trời ơi, nem kiếm đang chắc liền. 220. Cái này đánh ở ngoài thì giết mấy người đang còn lồn, chắc những nghé luôn nè, chị không nói luôn. Đó, quá dữ. Thật là cho hướng đam thì mấu 4k1. Quyết định cho hướng đam đây. Khải test lại cho anh em xem nha. Lúc này Khải test lực tay là 10k5 đây. 10k5 đây. Giờ chơi khô máu vậy nè. 10k5 đây. Không gì phải ngại vậy. 810. Rồi. 8k6. Ý ý là nó 816. 816 cho anh chọn 8k6 và 10k5. 8k6 và 10k5. 8k15. Rồi. Quyết định là 4k1 máu thôi. Nếu không ổn thì tăng thêm lượng máu. Rồi, cái này tương đương 4.200, ok nè mày. Ok không? Rồi, quá đẹp. Xuống đảo nha nè. Đôi giày này mà thêm được 2 kháng hỏa nữa thì đẹp nha. Kháng hỏa 10 đi. Thì lượng kháng hỏa nó sẽ cho chỗ này 75 nó đẹp hơn nè. Rồi, ok rồi đó. Nói chung thì đỡ mặc về cái hướng này thì mất đi 40 phục hồi, cũng như là mất đi phòng thủ 75+1. Rồi, nó đẩy lên cho mình được là cái tốc độ đánh và lực tay cực kỳ cao. Nói chung là được cái này mất kia nha nè. Nên là cái trải nghiệm thì tốt thì Khải sẽ sắm dần lại sức đồ nữ đó. Nếu mà trải nghiệm tốt Khải sẽ sắm sức đồ nữ đẹp hơn tí. Hiện tại server đồ xanh nó đồ rất là hiếm nè, không có rẻ đâu. Rồi hiện tại dư hai cái món này chắc đỡ bán lại thì như đỡ từ từ tính cho nè. Tại vì đỡ Khải trải nghiệm xong nè. Dư hai món nón nè em ơi. Mắt nè 25-20, sinh lực cao. Giày 15-40. Rồi xuống đảo nè em. Phá phơ luôn.